đáng lẽ là định cưới sớm rồi mà tại do lịch trình phim này nó không dài đó mọi người, đóng phim rồi mình dời. Chào quý khán giả của Molly Star, mình là Ngọc Hoa, mình là trong vai Ngọc Quạo trong phim Biệt đội Rất Ổn ạ. Thực ra thì Hoa đã đóng phim điện ảnh rồi và những cái vai kỳ nó nặng xíu à, nên Hoa nghĩ cái đó chỉ là những cái cuộc dạo chơi vui vui thôi. Nhưng mà kỳ này khi mà Hoa đến với Biệt đội Rất Ổn là cái vai đầu tiên được chạm ngõ với điện ảnh thì Hoa thấy rất là hồi hộp. Tất nhiên rồi, ai trong đời lần đầu tiên cũng hồi hộp hết trơn. Mà đối với Hoa thì bước từ kịch sang điện ảnh thì nó rất là khó. Kiểu như mình sợ mọi người sẽ thấy nó bị over quá, nó bị quá quá kiểu vậy á. Xong rồi cái Hoa cũng thấy lo, lúc đầu thì không dám nhận đâu, nhưng mà do phát kêu là mình là một gia đình mà giờ thiếu em nữa là không được, anh không đóng luôn, anh nghỉ chơi mày luôn rồi kiểu đó. Chẳng Hoa mới nói ok rồi là để em ráng. Nhưng mà sau khi bước chân vào thì mọi người cũng chuyển qua rất là nhiều, có khác với mọi người. Theo Hoa thì giữa một Ngọc Quạo của web drama với một Ngọc Quạo của phim bản điện ảnh Biệt đội Rất Ổn thì nó khác nhau, cũng khác nhau chút xíu thôi. Theo Hoa là vậy. Cách diễn thì anh Hiệp cũng đã tiết chế cho Hoa có những cảnh này là em không cần phải over quá, hoặc là có những cảnh này là anh lại thích em over y như là ở ngoài của tụi em đó. Hai chị em đánh nhau sao, hai chị em cãi nhau thì như thế nào, kiểu vậy. Thì Hoa nghĩ là nó cũng không khác bao nhiêu là mấy, nhưng mà đa số những cái phần mà chị nói thoại ở ngoài với drama là nó sẽ over hơn rất là nhiều. Kiểu như là kịch á, mắt mũi gì đó nó sẽ bậm trợn hoặc là nó sẽ khó hơn, còn điện ảnh nó sẽ đời hơn, điện ảnh nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Hoa nghĩ nó khác nhau chỗ đó. Cha, con hỏi này em thiệt làm chị nhớ lắm luôn á. Nghĩa là đối với những người ốm mà chị không biết như thế nào, nhưng mà đối với chị mập á, cảm giác nó đi nó mệt dữ lắm. Thiệt thề trước giờ là Hoa đi mua ớt hay Hoa đi chợ thì Hoa cũng phải xách xe đi. Kỳ này là toàn bộ là đi bằng cẳng hết, giò là cẳng là đi hết, đánh lộn cũng phải đánh thiệt hết nha mọi người. Đánh lộn đâu Hoa cách ra đôi giùm mình mấy cái thân hình như mình đâu, đâu Hoa đánh cái lưng đâu, đánh thiệt hết. Rồi leo này leo kia cũng phải là mình hết, tập cách ra đôi cũng phải tên tập, chứ Hoa tập cách thì mình đâu. Nghĩa là Hoa 100% là Hoa đóng hết. Rồi thấy nó rất là mệt đuối nhưng mà nó vui, nó trải nghiệm nó khác lắm. Nghĩa là mình thấy nó một cái gì đó bước tiến ở xa. Cảnh quay làm khó chị nhất hả? Những cảnh mà mọi người thấy Hoa mang giày cao gót á, ơi là trời, tôi mập á, nghĩa là tôi thích mang những cái đồ nó bệt thôi. Mà cái vai này hóa thân rất là nhiều, hóa thân nào toàn là mang giày cao gót rất là cao. Hoa đi mà đau cả giò, cái phim một ngày nó quay cái cảnh nó có một phân đoạn mà cả một ngày trời thì bước trên giày cao gót nó đứng nó rất là lâu, rất là mỏi. Hoa sợ những cảnh giày cao gót rồi, chứ thật là không có làm khó Hoa nhiều, sợ mỗi giày cao gót thôi. Ở câu hỏi này thì đa số các bạn nhìn đi, các bạn nhìn từ web drama thấy tụi tôi đánh thiệt hay không, nghĩa là Hoa với Phúc á thích đánh thiệt vậy đó. Nhưng mà mình cũng phải biết thiết chế với nhau, hai đứa đánh mạnh quá sẽ đau lẫn nhau. Nhiều khi quýnh hăng quá, quýnh mạnh quá thì nhiều khi ra hỏi Hồ Phước là có đau không, qua có đau không, rồi sao đánh tiếp. Thực ra là hai đứa muốn tạo cái mood diễn cho nhau á, mà nhiều khi Hoa thì mập hơn, nhiều khi Hoa đánh Phước hơi bầm mình. Trong cuộc đời diễn viên mình ai cũng không phải muốn gặp khuôn hoặc là đóng khuôn một cái nhân vật nào đó quá nhiều. Hoa thì đa số nhân vật là Hoa y chang vậy đó mọi người, nó cũng vui vẻ hòa đồng dễ thương, đánh lộn nhậu kiểu như đời thường vậy á. Nhưng mà tất nhiên Hoa cũng phải muốn sau phim này thì các anh chị đạo diễn hoặc là có nhà đầu tư có thấy Hoa có phải bước ngoặt nào khác, những dự án nào đó hợp với Hoa thì mọi người mời Hoa thử nha. Hoa cố gắng sẽ làm rất là tốt, đặc biệt em thích làm phim kinh dị lắm, ai cho em đóng liền. Đáng lẽ là định cưới sớm rồi mà tại do lịch trình phim này nó không dài đó mọi người, đóng phim là mình dời, nên đâm ra là bây giờ chốt được ngày là tháng 6 Hoa sẽ cưới. Nên là trong đoạn phim ai cũng chọc tụi tôi, chọc Hoa này nọ, sắp lấy chồng rồi, đừng nên đánh nó, đừng lên làm này kia, rất là vui. Câu hỏi này chị cũng phải đắn đo nhiều lắm. Thiệt sự á, nếu mà là mình diễn viên đi, bạn có thể cưới xong cái bạn sinh con, tất nhiên phải có sinh con rồi, sinh con là gia đình riêng của mình thì chắc chắn mà sẽ phải nghỉ một thời gian. Và khi mình nghỉ một thời gian vậy thì ai biết được cái thế hệ sau mình lên làm sao, cái thế hệ sau bước lên trên mình sao. Thì nói chung thì Hoa cũng không biết mọi người thế nào, mà đối với diễn viên tụi Hoa rất là sợ khoảng thời gian bị chững lại á. Nên là Hoa nghĩ Hoa vẫn sẽ hoạt động song song. Nếu như mà mình có em bé đi thì tất nhiên mình phải nuôi con, mình phải làm mẹ rồi, và sẽ nghỉ một thời gian, mà thay mặt cách đó Hoa sẽ ở nhà Hoa làm việc khác. Ví dụ Hoa sẽ hỗ trợ phát bằng mặt biên kịch, hoặc là tặng ăn miếng gì đó, hoặc là bán hàng online cũng được, miễn sao là mình kéo dài khoảng thời gian. Nói chung là mình cũng xin này nọ mà các anh chị sau khi mình sinh đẻ gì đó mình cũng nhớ là mình vậy thôi.